Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình, thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Người ơi
đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Năm
trước thì hướng linh chưa có, 80 năm sau có rồi lại như không. Cuộc đời sáng có chiều không, 100 năm còn lại tấm lòng mà thôi. Nguyện hướng linh nhẹ bước lên đường về với Phật, xa rời phiền đạo chốn trần gian. Chính phẩm hóa sen là cha mẹ vui thủ tiêu diêu còi Phật đà. Ngưỡng bạch Di Đà tự tôn phòng quan tiếp dẫn hướng hồn nở. Yeah.
Oh, my God.
Hãy
Thank you.
Mẹ
bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi, trong khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chân mòn mẹ bỏ con đi. Đọc chương trình tác đề của quốc kỳ Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội cựu chiến binh thành phố Huế, Hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc. Đây là hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2021. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng thông qua chương trình lễ của quốc kỳ Việt Nam lên đến cử đồng chí Lê Thị Thanh Thảo. Một, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. Hai, đọc quyết định phụ quốc kỳ Việt Nam và phụ quốc kỳ Việt Nam. Ba, đọc đại biểu tổ nhân hương và biểu lịch tử. Bốn, kính thưa các đồng chí đại dự trong buổi lễ đã đáp hôm nay thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính giới thiệu ban thường vụ thường trực hội cựu chiến binh phường, cán bộ cán bộ chính phủ, cán bộ hội viên chi hội cựu chiến binh 19 và các đội xóm và anh em bạn bè đã gửi xa của đồng chí Lê Thị Thanh Thảo. Để tưởng nhớ công lao công hiến của đồng chí, hôm nay chúng tôi là những đồng chí đồng đội đại diện cho ban thành ban thường vụ thường trực cán bộ hội viên hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc và cán bộ hội viên chi hội 19 tổ chức buổi lễ mừng quốc kỳ Việt Nam lên từ đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Bè, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường, đồng viên đến phụ quốc kỳ Việt Nam lên lên từ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xin mời đồng chí. Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Hội cựu chiến binh thành phố Huế, Hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc số 03 QĐ-CCD Tây Lộc ngày 9 tháng 1 năm 2024. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc căn cứ nghị định 157/2016 nghị định CT ngày 24 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung nghị định 150 nghị định CT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp luật của chiến binh căn cứ thông tư số 86/2016/TT Bộ Quốc phòng ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý căn cứ hướng dẫn của Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phụ quân kỳ Việt Nam cho hội viên cựu chiến binh tự trần theo nguyện vọng của gia đình. Quyết định điều 1, tổ chức phụ quân kỳ Việt Nam lên lãnh đạo của đồng chí Lê Thị Thanh Thảo sinh ngày 20/2/1940, hội viên tổ chi hội 19 hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, quê quán thôn Phụ Vị, xã Hải Thắng, huyện Nam Đồng, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại số 155 Tăng Thổ, phường Thanh Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, là từ trần vào hồi 18 giờ ngày 25 phút ngày 8/1/2024 nhằm ngày 27/8/1 năm Quý Mão. Điều 2, đồng chí chi thường và hội viên chi hội vị trí có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Thanh Lộc, chủ tịch đã ký Nguyễn Văn Minh.
bên bà bên phà quay lên phủ quân kỳ bắt đầu. Nhiệm vụ khi trở về đời thường có lối sống đúng thực thẳng thắn
người con, người chị yêu thương sớm mốt gần gũi đến nhau, giàu biết rằng sẽ nhiều hàm từ vô kỳ đời người rồi ai cũng trở về trong lòng đất mẹ. Dù cuộc sống này có giàu hay nghèo thì lúc xa nhân cả cái lúc áo cũng phải để lại sống phút sau cho chúng ta nằm xuống, người đời khóc chúng ta mỉm cười. Giờ đây đồng chí đã ra đi mãi mãi về cõi Bình Hằng, để lại cho toàn thể gia quyến bà con thân thuộc bạn bè thân hữu gần xa một nỗi đau, một nỗi buồn vô hạn. Trước nỗi đau thương và mất mát trang nghiêm trong buổi lễ này, chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn này cùng với gia đình đồng chí. Trước lý lưu của đồng chí, chúng tôi xin hứa sẽ một lòng đoàn kết thống nhất tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được với tinh thần trách nhiệm từ lâu từ cường, xây dựng hội cựu chiến binh thực sự là một tổ chức chính trị xã hội được đảng tin cậy, được nhân dân mến phục, luôn luôn được tạo gương mẫu trong mọi hoạt động, tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương để góp phần xây dựng quê hương phường Tây Lộc phát triển về kinh tế, giữ vững về quốc phòng an ninh, xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh về mọi mặt. Trong những phút đau thương này, chúng tôi xin chia sẻ niềm biết thương của Hằng đến gia quyến đồng chí, xin vinh niệm đồng chí yên giấc ngàn thu, để thương nhớ đồng chí Lê Thị Thanh Thảo, phút mặc niệm bắt đầu. Vui sướng nụ cười hồn nhiên bao dung đớn
không còn nữa để con trở về. Ngồi hôn môi mẹ nghe chuyện ngày xưa. Thank you.
ăn cơm, ra đây ăn, ra đây. Xuống bãi đó. Đừng có ngồi xuống bãi được bạn. Đừng đứng vào bãi chứ. Bùng bãi. Thank you.
bà diệu bà linh thành con cầu tiến lễ lễ thị thân thảo phạm chân quan hiệu thượng thọ tam tứ tuổi chẳng nể hôn linh thành tư nhân linh thần chi quang an vân huyền và tổ tôn hương linh lại bảo linh đường chứng minh công đức giảng lâm bảo tòa chương linh tòa người tu hành đều phải sống nhờ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, sở hữu cung cao hiệp tổ đương địa văn đội linh tiên tuyên đọc đằng sông phòng đằng sông không đằng sông khánh công thường em phụ đằng sông đông hiệp đồng ban môn ai quyền nam nữ nội ngoài đại tiểu đặc kim chân tiểu phân lê thị thắng phạm pháp chân quả hiểu được đến thượng thọ ba thập tự tuệ dù nhớ chi lớn tục và từ bi sự đào hiệu thất bại tâm tư vi sám tục tình những minh đô điệp về a trước tu việc tổ tiên là gốc cây già tư nhân tam quyển thành tâm cung thịnh hương linh cao hiệp tổ đường duy nguyện bàn âm đường thường thử thể tiên linh đằng tộc tiên tổ lịch đại của cổ nam nữ tôn hương vong linh mặc suy chứng giả cùng các
tu trước hướng liên thân tâm kính viễn hướng linh duy quyền hướng linh chứng giảm lòng thần. Hiền hôn phạm thịnh phương
Trong tháng
xin thông báo đến toàn thể quý vị trong ban nhân dân tiểu liều cũng như trong bộ phận phòng thực khẩu ăn, đúng 16 giờ tức là 4 giờ chiều hôm nay là lễ tế thần tấm linh cô hồn, tiếp theo là lễ tịnh điền và lễ cầu siêu. Vậy thông tin đến toàn thể quý vị trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta đem hồn ngàn chế nhân về
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Tình năng biết hoa dài phồng